Tập 11. Dù tìm khắp sa mạc, Sới Bà Tấn Đức cũng phải tìm thấy cho ta. Người Sát Cáp Nhĩ đó đúng là còn rất nhiều chân. Coi nước kim ta là cái gì? Muốn cắn là cắn, muốn nhả là nhả. Cả người phụ nữ của ta cũng cả gan dám cướp, khiêu khích như vậy, không sợ ngày chết đã tới. Lệnh hai quan kỳ tập hợp, ta thân chinh đi Sát Cáp Nhĩ, lập tức lên đường. Đại hãn, thần nguyện theo người cùng nhau xuất chinh. Phúc tấn của thần đệ cũng bị bắt rồi, thần càng nên đi cùng với người. Được, đem theo cả tướng Bạch Kỳ của đệ cho Sát Cáp Nhĩ nếm thử cơn giận của cả hai quân đệ chúng ta. Đại Ngọc Nhi, lần này ta bị tỷ liên lụy rồi nè. Đáng lẽ giờ này ta có thể bái đường thành thân với Đa Nhĩ Cổn rồi, giờ thì hay rồi, bị giam ở nơi hẻo lánh này, tỷ không muốn sống nhưng ta lại muốn. Nếu tỷ không đồng ý, Ngạch Triết nổi đi, chưa biết chừng sẽ giết chết chúng ta đó. Ta thà chết cũng không chịu. Vậy còn ta? Ta là người vô tội mà. Ta còn muốn, muốn lấy Đa Nhĩ Cổn. Tiểu Ngọc Nhi, ta xin lỗi. Xin lỗi làm gì chứ? Muốn chết thì đi mà chết, ta không muốn chết đâu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tại sao tỷ ra nông nỗi này? Hải Lan Châu, Ngọc Nhi là muội. Ngọc Nhi, tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi là muội thật sao? Là muội đi tỷ tỷ. Tỷ làm sao vậy? Ai đã làm tỷ ra nông nỗi này? Tỷ tỷ, mau nói cho muội biết đi. Âu Âu Cách gả ta tới đây, Ngạch Triết đó hoàn toàn không coi ta là con người. Ta tỷ tỷ, tỷ chịu khổ rồi. Để có thể sống, ta buộc lòng phải giả điên giả khờ. Ta bị nhốt ở phòng bên. Tỷ tỷ, Ngọc Nhi, ta cứ tưởng là suốt đời này không còn gặp lại muội nữa. Tỷ tỷ, Ngạch Triết, Ngọc Nhi, người đúng là kẻ khốn kiếp. Ồ, tới cả rồi, đủ mặt rồi. Đại Ngọc Nhi, nàng suy nghĩ tới đâu rồi? Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi đó. Ta chờ nàng suốt 6 năm ròng rã. Trong 6 năm này, sự kiên nhẫn của ta cũng đã cạn kiệt vì nàng mất rồi. Hôm nay, nếu nàng không cho ta một câu trả lời, ta sẽ không khách sáo với nàng đâu. Người muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Nếu mà nàng không đồng ý, thì ta sẽ lấy đầu của hai người này treo ngay ngoài cửa phòng này, cho nàng từ từ mà ngắm nó. Người đúng là, người đúng là một kẻ điên. Ngạch Triết, người điên mất rồi. Ta điên rồi. Ta phát điên tất cả đều là vì nàng. Đại Ngọc Nhi, nàng có biết là ta trở thành như vậy tất cả đều vì nàng không hả? Ta đã vì nàng mà cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng nhớ, nhớ về nàng năm này tới năm khác. Bao nhiêu giày vò, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu nhớ nhung. Nếu ta vẫn không gặp được nàng, thì ta cũng sắp điên mất rồi, nàng có biết không hả? Ta đã cho nàng đủ thời gian rồi, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của ta thêm nữa. Nàng phải biết là ở trên đời này tất cả người khác đối với ta cũng chỉ là con kiến thôi. Ta muốn bóp chết ai thì bóp chết kẻ đó đó. Ngạch Triết, đừng, đừng mà, đừng, bỏ ra. Bây giờ ta cho nàng hai lựa chọn, hoặc là nàng lấy ta, hoặc là lượm xác của hai người họ. Ngạch Triết, bỏ tay ra đi. Bỏ này nàng có đồng ý hay không? Bỏ ra đi. Có đồng ý không? Ta hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng có chịu hay không? Không chịu chứ gì? Được, ta bóp chết hai con tiện nhân này. Được rồi, ta chịu, ta chịu. Nàng nhớ cho kỹ đó,
Đừng hòng mà giở trò gì với ta. Nếu không hai người họ sẽ mất mạng ngay lập tức. Người đâu? Mau sửa soạn cho cô ấy. Hôm nay ta muốn bái đường thành thân ngay. Đi ra ngoài đi. Ra ngoài, ra ngoài. Đây mới là tân nương của ta chứ. Lại phải trói nàng lại rồi. Vì ta sợ nàng sẽ không ngoan nữa. Đừng trốn. Ta chính là tân nương của nàng đấy. Nàng có biết ta đã chờ ngày này ròng rã suốt 6 năm trời không hả? Nàng sợ gì? Ta hứa sẽ hết sức dịu dàng với nàng mà. Nàng đó, nếu chịu nghe lời ta, ta sẽ không giết hai tỷ muội của nàng. Còn nếu nàng không nghe lời ta, thuộc hạ của ta lúc nào cũng chờ sẵn ở bên ngoài phòng giam đó, có hiểu chưa hả? Cuối cùng cũng được ôm nàng trong vòng tay. Bây giờ ta muốn nàng làm người đàn bà của ta. Người đúng là tên súc sinh phái gia chi tử. Hoàng Thế Cực đã dẫn quân đánh tới tận cửa rồi. Nếu còn ở đây quan dâm vô độ à? Súc sinh hả? Súc sinh, còn không mau triệu tập binh lính ra trấn thủ cửa cung cho ta. Mỹ nữ là quả mà. Để các cung xong rồi, Hoàng Thế Cực đánh vào rồi. Có người bảo vệ ở đây, tử thủ cổng thành bằng mọi giá. Đại cát, đi mau. Dạ. Các người cũng đi hết cho ta đi. Ca Nhi cũng lòng cách có. Đi cứu Ngọc Nhi, ở đây để ta. Đó. Đám phụ nữ khoa nhi tẩm các ngươi đều là yêu nghiệt. Xem đã hại sát cấp dưỡng của ta, ra nông nỗi gì rồi. Tất cả đều vì ngươi, vì các ngươi mà sát cấp nghĩ mới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay vậy.
Các ngươi khiến sát cấp dĩ diệt vong, ta phải giết hết các ngươi trước, dùng máu của các ngươi để bái tế sát cấp dĩ, bắt các ngươi chung chung với sát cấp dĩ của ta. Đồ yêu nghiệt! Ngọc Nhi, trong phong tấn. Ngọc Nhi, cách cách. Hả? Bên đó kìa. Đi, đi. Điều chết đi. Trời. Dừng tay, dừng tay. Hả? Đại nhĩ cổn. Hả? Đứng yên đó, nếu không ta sẽ giết cô ta. Lâm Đăng Hận, toàn quân của ngươi bị tiêu diệt rồi. Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Muốn làm anh hùng thì sao? Đi chết đi! Ngọc Nhi, muội không sao chứ? Đa nhĩ cũng. Thiếp biết chàng nhất định sẽ tới cứu thiếp. Thiếp sợ quá. Long Cách, Long Cách, có thật là huynh không? Hải Lan Châu, ta không nhìn lầm chứ? Là ta, là ta. Phải rồi, ta không có nằm mơ chứ? Là ta đi. Long Cách, ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp huynh nữa. Hải Lan Châu, ta tưởng huynh chết rồi. Ta đã chờ được rồi. Huynh thật sự chưa chết. Ta không sao. Ngọc Nhi. Đại Hạnh. Ngọc Nhi, nàng không sao chứ? Đại Hạnh, thiếp không sao. Không sao là tốt. Đại Hạnh, thiếp thật có lỗi, không thể đón tiểu Ngọc Nhi an toàn về Thịnh Kinh. Sao có thể trách nàng được? Để cho tên Ngạch Triết khốn kiếp bao nhiêu lần đối đầu với ta. Bao Đại Hạng, Lâm Đăng Hạng với Ngạch Triết trốn chạy về phía Tây. Được, không cần đuổi theo. Nhưng mà bọn họ... Các tướng sĩ đi đường suốt 3 ngày vất vả lắm rồi. Ở phía Tây đều là sa mạc, hành quân quá nguy hiểm. Để Lâm Đăng Hạng và Ngạch Triết tạm thời giữ được tính mạng đi. Dạ. Đại Nhĩ Cổn, Ngọc Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ giao tiểu Ngọc Nhi vào tay của đệ rồi. Đệ phải chăm sóc tốt cho phúc tấn của mình. Đứng lại cho ta. Nàng đứng lại. Ta đứng yên. Ta đứng yên, nàng cũng đứng yên. Nàng tên Hải Lan Châu đúng không? Ta từng gặp ở Khoa Nhĩ Tẩm, bên bờ sông Bãi Săn. Ta đã kêu Long Cách cứu nàng. Cô nương, cô nương, bỏ ta ra. Sao cô lại nghĩ quẩn vậy? Hãy để cho ta chết đi. Cô nương, vì sao lại cứ đòi chết chứ? Để nhớ ra chưa? Đừng có sợ, ta không phải là người xấu. Người đâu? Đừng có sợ, theo ta về nước Kim đi. Dừng xe. Dạ.
Đan Nhĩ Cổn. Đang làm sao vậy? Tiếp muốn ở bên cạnh chàng. Sao vậy? Sao chàng không vui? Đan Nhĩ Cổn, Thiếp Thi khá rồi. Nè, Đan Nhĩ Cổn, có phải trong lòng chàng vẫn nhớ tỷ ấy không? Đan Nhĩ Cổn, sao chàng không nói gì hết? Tiểu Ngọc Nhi, nàng đừng quậy nữa có được không? Tiếp quậy gì chứ? Chẳng qua tiếp chỉ hỏi chàng một câu. Cần phải hỏi sao? Tiếp sắp sửa trở thành phúc tấn của chàng, nếu không hỏi rõ sau này làm sao mà sống? Nên sống thế nào thì sống vậy thôi. Đan Nhĩ Cổn, thái độ của chàng là sao vậy? Ta cho nàng biết, ta là người xấu tính, sau này tốt hơn nàng hãy biết thông cảm. Tiếp mới là người xấu tính nè. Tiếp là một cách từ nơi xa xôi tới lấy chàng, chàng không thể tốt với tiếp một chút sao? Được rồi Tiểu Ngọc Nhi, đừng có như vậy nữa. Nếu trong lòng chàng còn có tỷ ấy, vậy tiếp biết phải làm sao? Tiếp biết bao vui mừng từ Hoa Nhĩ Tẩm tới đây, cũng chỉ mong được trở thành phúc tấn của chàng. Hy vọng sau này có thể hòa thuận vui vẻ sống cùng bên chàng. Trong lòng thiếp có chàng, trong lòng chàng cũng phải cần có thiếp chứ. Được rồi Tiểu Ngọc Nhi, đừng có khóc nữa. Đan Nhĩ Cổn, bắt đầu từ hôm nay thiếp bắt chàng quên tỷ ấy, quên hết tất cả về tỷ ấy. Trong lòng chàng chỉ có thể có thiếp. Tiếp là phúc tấn của chàng, chút yêu cầu này cũng quá đáng sao? Đan Nhĩ Cổn, đừng uống nữa, ngày mai huynh còn phải thành thân. Thành thân? Ta muốn tối nay say chết luôn. Chết đi rồi thì không cần phải đối mặt với mọi chuyện ngày mai. Muội biết trong lòng huynh đau khổ, nhưng có đau khổ cũng phải đối mặt. Ngọc Nhi, lẽ nào muội lại đành lòng đẩy ta đi sao? Đan Nhĩ Cổn, Tiểu Ngọc lại thượng lòng thích huynh, hãy để muội ấy chăm sóc huynh, như vậy sẽ có người ở bên cạnh huynh, an ủi huynh, chăm sóc huynh, bảo vệ cho huynh, có lẽ trong lòng muội mới được an ủi một chút. Coi như đây là chút ích kỷ của muội đi. Đan Nhĩ Cổn, chúng ta không thể thay đổi số phận thì cố gắng thích ứng vậy chứ. Là lịch sử đã đẩy chúng ta bước vào hoàn cảnh này. Huynh có sứ mệnh của mình, muội cũng có sứ mệnh của muội. Nếu chúng ta đã không thể ở bên nhau thì mỗi người hãy cố gắng diễn cho tốt vai trò của mình, hoàn thành số phận mà lịch sử đã ban cho chúng ta đi. Muội tin là nước kim ở trong tay bác ca huynh chắc chắn sẽ có sự thay đổi tới nghiêng trời lệch đất. Muội tin người sẽ tạo ra một thời đại hoàn toàn mới. Cho dù là huynh hay là muội cũng nên cố hết sức để ủng hộ người. Ân oán cá nhân đem so với vận mệnh nước nhà, mình nào quan trọng hơn? Muội tin là huynh hiểu rõ. Ta vẫn không thể ngăn được nỗi đau trong tim. Tiểu Ngọc Nhi, muội đừng có tức giận nữa. Ta với Đan Nhĩ Cổn đã là chuyện của quá khứ rồi, muội đừng có canh cánh trong lòng nữa. Nè, đây là quà thành thân ta tặng muội đó, là của Tây Dực Tiến Công.
Một thứ tốt như vậy tỷ nỡ tặng ta sao? Đương nhiên là có rồi, muội là muội muội ta mà. Sau này cũng là trục lý của ta. Tiểu Ngọc à, thật ra chỉ cần muội thật lòng tốt với huynh ấy, dịu dàng hiền thục, thì từ từ lòng của huynh ấy cũng sẽ hướng về muội thôi. Đại Ngọc Nhi, những lời tỷ nói là thật lòng sao? Đương nhiên là thật lòng rồi. Tỷ đành lòng nhường huynh ấy cho ta. Nhà đồ ngốc, cái gì mà nhường với không nhường. Bộ dây đai nhị cổn, sống tốt, hạnh phúc, ta cũng sẽ rất là mừng, cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người. Có câu này của tỷ ta yên tâm rồi. Ta nhất định sẽ làm phúc tấn tốt. Đại Ngọc Nhi, tỷ cứ chờ mà xem. Vậy Bối Lạc Gia đâu? Dạ không biết, lúc này Bối Lạc Gia chắc đang ở trong tân phòng. Bỏ đi đâu rồi? Tim của ta đau lắm. Ngọc Nhi, tiếp ngủ trước đi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, muội đừng đi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, muội đừng có đi. Là Ngọc Nhi sao? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, chàng có thôi đi không? Chàng tỉnh lại đi. Đêm nay là đêm động phòng qua chút của tiếp với chàng, không phải với tỷ ấy. Chàng nhìn cho kỹ, thiếp là Tiểu Ngọc Nhi, chàng đừng có sỉ nhục thiếp bằng thái độ đó. Tiểu Ngọc Nhi? Vậy chàng tưởng là ai? Là con hồ ly tinh ở trong cung sao? Nàng nói cái gì? Đa nhị cũng, chàng đừng như vậy mà, chàng làm gì đáng sợ lắm. Đa nhị cũng, chàng đừng đi. Lại thiếp nói sai rồi, lại thiếp nói sai rồi được không? Thiếp thật lòng rất yêu chàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp chàng, thiếp chỉ có mình chàng thôi. Đa nhĩ cổn, thiếp là tân nương của chàng, là phúc tấn của chàng, chàng đừng bỏ mặc thiếp. Đa nhĩ cổn, chàng hận thiếp như vậy sao? Thiếp có gì không bằng tỷ ấy chứ? Đa nhĩ cổn, thank you.
Tôi Mặc Nhi, đi theo ta. Cũng điều an ủi duy nhất muội có thể cho huynh có lẽ chỉ là giúp ánh sáng này thôi. Trắc Phúc Tân, tỷ nè, tỷ làm gì vậy? Lan Châu cầu xin Trắc Phúc Tấn một chuyện. Tỷ tỷ mau đứng lên đi. Không được, người không hứa ta sẽ không đứng lên. Tỷ tỷ kêu muội Ngọc Nhi đừng có xa lại như vậy, mau lên đứng lên. Tỷ tỷ sao vậy hả? Vì sao tỷ lại khóc? Ngọc Nhi, muội hãy giúp ta, ta muốn được lấy Long Cách. Long Cách? Ta nói thật lòng, nếu không phải Long Cách ta đã chết từ lâu. Lúc ở trong nhà giam ta đã từng thề, khi ra ngoài nhất định phải tìm thấy huynh ấy. Những ngày tháng sau này ta sẽ vì huynh ấy mà sống. Được, muội hứa với tỷ, tỷ tỷ có gì muội sẽ nói với đại hãn. Mà đứng lên đi nào, đừng có khóc nữa. Trắc Phúc Tấn, người tìm tôi. Long Cách, lần trước mai nhờ có người ta giới Tiểu Ngọc Nhi và Hải Lan Châu mới bình an. Trắc Phúc Tấn khá sáo rồi, lần này hành động là do đích thân đại hãn chỉ huy, Long Cách tắc trách không bảo vệ được người. Người không trách Long Cách, Long Cách đã cảm thấy cảm kích vô cùng. Trắc Phúc Tấn, lần này người kêu Long Cách tới không biết có việc gì không? Long Cách, ngươi là người thân thuộc, vậy ta cũng nói thẳng luôn. Người nói đi, chỉ cần Long Cách có thể làm, núi đao biển lửa cũng quyết không từ. Chuyện này không cần ngươi lên núi đao biển lửa gì cả, là một chuyện vui. Chuyện vui? Long Cách, ngươi cũng hơn 30 tuổi rồi, sao vẫn chưa thành thân vậy? Chức trách của Long Cách là bảo vệ an toàn cho đại hãn và hoàng cung, chưa từng nghĩ tới việc đó. Công việc và gia đình đâu có mâu thuẫn. Long Cách, Hải Lan Châu ngươi cảm thấy thế nào? Hải Lan Châu, Hải Lan Châu dịu dàng hiền hậu, là một cô nương rất tốt. Được, có câu này của ngươi ta yên tâm rồi. Hả? Cái gì? Long Cách, ta muốn tác hợp ngươi với Hải Lan Châu, ngươi có đồng ý không? Trắc Phúc Tấn, chuyện này tuyệt đối không được. Sao vậy? Ngươi không thích tỷ ấy à? Không dám. Hải Lan Châu là tỷ tỷ của Phúc Tấn, Long Cách chỉ là bậc tôi tớ, sao dám tư tưởng quý nhân. Thì ra ngươi băn khoăn chuyện này. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chưa biết có phải không, là Hải Lan Châu cảm mến ngươi đó. Long Cách đáng chết, chuyện này tuyệt đối không được. Long Cách, ta luôn kính ngươi như huynh trưởng, sao ngươi lại... Trắc Phúc Tấn, đại hãn, đại hãn đã cảm mến Hải Lan Châu rồi. Cách Cách, chúng ta hãy đưa Hải Lan Châu ra khỏi cung đi. Nếu đại hãn cưới tỷ ấy, địa vị của người sẽ gặp nguy hiểm đó. Ta không sợ về chuyện đó, người là đại hãn, thêm vài người phụ nữ là bình thường. Nhưng mà Long Cách,
cùng người vợ sinh ra tử bao nhiêu năm nay, đã ba mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa thành thân. Bây giờ khó khăn lắm mới có người thích huynh ấy. Nhưng đại hãn, có phải đại hãn có sở thích đoạt người yêu của người khác không? Muội nghe nói Quý Phúc Tấn và Thục Phúc Tấn đều do đại hãn cướp về lúc đại hãn đi chiến trận, bao gồm cả Cách. Tô Mạc Nhi, ngươi không được nói linh tinh. Lời nô tỳ nói, Cách Cách đừng có để ý. Nhưng ta biết làm sao trả lời Hải Lan Châu đây. Tỷ ấy quá tội nghiệp. Hey, nô tỳ có một ý này, không biết là có làm được không. Nói mau đi. Tranh thủ đại hãn và Hải Lan Châu vẫn chưa tiếp xúc, chúng ta mau đưa tỷ ấy rời khỏi cung. Nhưng mà đưa đi đâu chứ? Không lẽ lại đưa về khoa nhĩ tẩm? Tỷ ấy là người đã xuất giá rồi. Hay là đưa tới chỗ của thập tứ bối lạc? Không được. Tiểu Ngọc Nhi trước giờ không tốt với tỷ ấy. Nếu mà đưa tới đó, tỷ ấy sẽ bị mùi ấy ức hiếp. Vậy hay là kêu thập tứ bối lạc cưới tỷ ấy? Mùi nói cái gì? Nghĩ coi, Tiểu Ngọc Nhi tính tình nóng nảy, cuộc sống của thập tứ bối lạc chắc chắn cũng không yên. Có Hải Lan Châu chăm sóc cho người, Cách Cách cũng có thể yên tâm hơn. Giả lại, thập tứ bối lạc nếu mà cưới tỷ ấy, đại hãn cũng không đến nỗi đi cướp của bối lạc đâu. Người Hải Lan Châu thích là Long Cách, chứ đâu phải là Đa Nhĩ Cổn. Hải Lan Châu và Long Cách hoàn toàn không có tình cảm gì hết. Do tỷ ấy không được người đàn ông thương, đúng lúc lại được Long Cách cứu, tỷ ấy liền nắm lấy như một hy vọng sống còn. Mùi cũng hiểu biết quá. Đa Đạt dạy mùi đúng không? Cách Cách, người lại chọc quê mùi rồi. Mùi cảm thấy gả Hải Lan Châu cho Đa Nhĩ Cổn là việc rất có lợi, chưa biết chừng còn là một việc tốt nữa. Để ta suy nghĩ đã. Lan Châu bái kiến Trắc Phúc Tấn. Tỷ tỷ đừng như vậy. Muội nói rồi, kêu muội Ngọc Nhi được rồi. Lan Châu không dám. Tỷ tỷ, chuyện mà tỷ nói muội đã hỏi Long Cách rồi. Huynh ấy nói sao? Nói là huynh ấy không chịu. Không phải như vậy. Là như vậy. Đừng nói nữa. Ta biết ta là một người phụ nữ thấp hèn, không xứng với đại anh hùng như huynh ấy. Ơ trời ơi, mùi nói Lan Cách Cách, sao tỷ không chịu nghe giải thích? Ơ trời ơi, mùi nói thật cho tỷ nghe luôn, Long Cách thật ra là một công công. Tỷ tỷ, xin lỗi. Tỷ cũng đừng buồn. Có lẽ là do ông trời trêu ngươi, coi như không có chuyện này đi. Tỷ cứ ở lại trong cung cũng không thích hợp lắm. Hay là vậy đi, muội đưa tỷ tới chỗ Đa Nhĩ Cổn trước ở tạm, cùng với Tiểu Ngọc Nhi cũng dễ chăm sóc nhau. Tiểu Ngọc Nhi, ta không đi đâu. Tỷ tỷ, tỷ đừng nên chấp nhất chuyện này. Tiểu Ngọc Nhi bây giờ đã là phúc tấn của Đa Nhĩ Cổn, mùi ấy không làm gì tỷ đâu. Dù gì tỷ cũng sẽ có một nơi ổn định. Làm phiền Trắc Phúc Tấn phải tốn công. Trắc Phúc Tấn mời. Mời. Tiểu Ngọc Nhi, Hải Lan Châu, cô tới đây làm gì? Tiểu Ngọc Nhi, ta kêu Hải Lan Châu tới phủ muội ở tạm một thời gian, chờ ta tìm được chỗ mới cho tỷ ấy sẽ dọn ra ngoài. Vậy sao tỷ không để cô ta ở trong cung, đưa tới chỗ muội làm gì? Trong cung không thích hợp lắm, cho nên... Trong cung không thích hợp, chỗ của muội thích hợp sao? Đại Ngọc Nhi, tỷ có ý đồ gì? Tiểu Ngọc Nhi, Trắc Phúc Tấn, đừng nói nữa, ta sẽ đi ngay. Nè, tỷ tỷ. Tiểu Ngọc Nhi, tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của chúng ta, sao muội vô tình như vậy chứ? Ê, nhìn cũng được đó. Đâu phải ha.
Tiểu cô nương định đi đâu vậy? Đi đâu vậy cô nương? Dạ dạ mềm mại lắm, theo ta về nhà đi nha. Nè nè nè, lại đây hôn cái cô nào. Buông ta ra. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Buông ta ra. Nè nè, theo ta đi mà. Theo ta đi. Đi đi nào. Buông ra. Làm chủ nha. Đi đi thôi. Đi đi. Theo ta đi mà. Buông ra. Đi đi mà. Tiểu tử kia đừng có xen vào. Coi chừng lão tử cho người chết. Ê, người định làm gì vậy? Mau thả ra. Đi 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 đi. Người định thả gì chứ? Đi đi thôi. Buông ra. Chạy thôi. Cút đi. Thập tứ bối lạc, đừng đuổi nữa. Hay Lan Châu, cô không sao chứ? Không sao. Đa tạ thập tứ bối lạc, ta đi trước đây. Anh em, bây giờ cô định đi đâu? Ta cũng không biết. Ta không muốn ở trong cung nữa. Tại sao vậy? Ta... thập tứ bối lạc, tay của người chảy máu rồi. Hãy Lan Châu, một mình cô đi lại trên đường không an toàn. Nếu không phải tình cờ gặp ta, chẳng phải có chuyện sao? Cô theo ta về phủ trước đi. Được rồi. Tiểu Ngọc Nhi, nếu tỷ tỷ gặp chuyện gì không may, ta coi bụi ăn nói sao với Âu Ô Cách. Nói sao? Người nên nói phải là tỷ mới đúng. Đây dĩ cổn. Tỷ tỷ, lúc nãy tỷ đi đâu vậy? Làm muội lo lắng quá chừng. Ta vừa gặp trên đường con người ức hiếp cô ấy. À, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân Hải Lan Châu. Cô không sao rồi còn ở đây làm gì hả? Tiểu Ngọc Nhi, cô ấy là tỷ tỷ nàng, nàng nói gì kỳ vậy? Thiếp nói gì chứ, muội lo cho chàng đó. Lo cho ta cái gì? Chàng đừng có hiểu rồi mà còn làm bộ. Chàng coi bộ dạng đáng thương đó đều là làm bộ mà thôi, chính là để có sự thương hại của những người đàn ông như chàng. Nàng nói cái gì vậy hả? Chàng muốn làm gì? Nàng còn dám ăn nói hàm hồ có tin là ta tư nàng không? Chàng Bục Trung. Bối Lạc gia đi sắp xếp một văn phòng. Dạ. Cách cách mời bên này. Tỷ tỷ đi. Nè, chàng không được đi. Ta không đồng ý. Trong Phúc Tấn mời. Tỷ tỷ, Trác Phúc Tấn, Lan Cách Cách ở đây cũng được chứ? Ừ, cũng rất độc đáo đó. À, vậy không còn việc gì, nô tài xin cáo lui đây. Đi đi. Tỷ tỷ, ngồi đi tỷ tỷ. Tỷ tỷ à, chỗ này sau này sẽ là nhà của tỷ đó. Nhà của ta? Tỷ coi Tiểu Ngọc Nhi tính tình lỗ mãng bợp chợp, làm sao chăm sóc tốt cho đa dĩ cũng. Chỉ có tỷ vừa tốt tính vừa biết làm việc, đa nhĩ cổn có tỷ chăm sóc, chị muội yên tâm rồi. Nhưng mà không phải đa nhĩ cổn thích muội sao? Không lẽ muội... Muội và huynh ấy là không thể rồi. Muội cũng mong huynh ấy được hạnh phúc. Thật sao? Muội gạt tỷ làm gì chứ? Huynh ấy với Tiểu Ngọc Nhi cũng do muội tác hợp. Muội không thể cứ ích kỷ như vậy, bắt huynh ấy phải sống cô quạnh cả đời. Đại ân đại đức của người, Hải Lan Châu suốt đời không quên. Tỷ tỷ à, làm cái gì vậy? Tỷ tỷ, tỷ đừng có bao giờ nói như vậy. Tỷ tỷ là tỷ của muội, muội cũng hy vọng tỷ hạnh phúc. Nhưng mà ta xuất thân thấp kém như vậy, mà thập tứ bối lạc là dương tử của nước Kim. Tỷ tỷ, không lẽ tỷ không muốn đấu tranh một lần cho số phận của mình? Tỷ không muốn một lần giành lấy hạnh phúc cho mình hay sao? Không phải tỷ từng nói tỷ không có gì cả, vậy tỷ còn sợ gì nữa? Được, thập tứ bối lạc là người đàn ông tốt,
Ta không quan tâm danh phận, làm thiếp hay gì cũng được. Miễn là có thể ở bên huynh ấy, ta bằng lòng hầu hạ huynh ấy. Huynh ấy thực sự là người tốt, ta cũng không tranh giành với Tiểu Ngọc Nhi. Chỉ cần Tiểu Ngọc Nhi đồng ý, ta cũng sẽ hầu hạ muội ấy thật tốt. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Phải là ta cảm ơn muội, cho ta thấy được niềm hy vọng để sống. Chuyện này muội vẫn phải hỏi ý của Đa Nhĩ Cổn trước. Nếu huynh ấy đồng ý thì chúng ta trở về cung chuẩn bị hồi môn cho tỷ. Nhất định tỷ phải được gả một cách nở mày nở mặt. Cảm ơn muội. Hải Lan Châu đã thu xếp xong rồi à? Thu xếp xong rồi. Thập tứ bối lạc, người cảm thấy Hải Lan Châu như thế nào? Vậy là có ý gì? Hải Lan Châu muốn ở lại bên cạnh huynh. Ta đâu có đuổi cô ấy đi. Có phải Tiểu Ngọc Nhi lại gây chuyện không? Đa Nhị cũng Hải Lan Châu muốn được gả cho huynh. Muội lại nói đùa có phải không? Không đùa. Hai người đều đã hiểu lầm rồi. Là như vậy, Hải Lan Châu là tỷ tỷ của muội với Tiểu Ngọc Nhi. Ta thấy tội nghiệp không có nơi nào để đi nên mới thu nhận cô ấy. Nè, lúc cô ấy ở sát cấp nhỉ, không phải cũng đã nói là thích Long Cách sao? Sao có thể đứng núi này trông núi nọ chứ? Tỷ tỷ không phải là người như vậy. Cái gì? Long Cách là... Ngươi đừng bao giờ nói chuyện này ra, ảnh hưởng tới thanh danh của Long Cách. Thập tứ bối lạc, Hải Lan Châu là một đại mỹ nhân đó. Đa Nhị cũng Hải Lan Châu là người con gái tốt. Hai người coi ta là cái gì hả? Công tử chăn qua sao? Chỉ cần có cô nào thích ta thì cứ đẩy hết cho ta, hết người này tới người khác. Hai người muốn làm cái gì chứ? Thập tứ bối lạc, người đừng nghĩ như vậy. Cách làm như vậy cũng muốn tốt cho người thôi. Tốt cho ta? Nếu muốn tốt cho ta thì để cho ta được yên ổn một mình, để ta sống một mình đi. Đại Nhị cũng muội chấp nhận làm bà Mai, không phải chỉ là vì huynh mà cũng là vì Hải Lan Châu. Cách gì thông cảm cho Hải Lan Châu? Hải Lan Châu lúc trước từng chịu nhiều đau khổ, cách cũng hy vọng tìm cho tỷ ấy một người tốt. Hải Lan Châu không giống như Tiểu Ngọc Nhi, tỷ ấy rất hiểu chuyện, sẽ biết cách chăm sóc huynh. Lúc nãy tỷ ấy hứa với muội rồi. Người ta cần chính là một thê tử tâm đầu ý hợp, chứ không phải là một a quan. Đại Nhị cũng hãy hiểu cho tấm lòng này của muội đi. Nếu huynh không muốn đẩy Hải Lan Châu vào con đường cùng thì cưới tỷ ấy đi. Được rồi, đây là một chuyện tốt, huynh nên thấy vui mới phải. Muội đưa tỷ ấy về cung trước vài ngày nữa, chờ đi rước tân nương tử về. Đại Ngọc Nhi, tỷ có ý gì hả? Ngoài mặt thì lấy lòng ta, sau lưng chơi ta như vậy sao? Có chuyện gì vậy thập tứ phúc tấn? Cút đi cho ta. Bản thân tỷ không có được Đa Nhĩ Cổn, liền kêu tỷ tỷ mình quyến rũ Đa Nhĩ Cổn, tỷ không thấy ghê tởm sao? Tội cho Tiểu Ngọc Nhi ta đi tin lời nói dối của tỷ. Thật không ngờ ta đã quá ngây thơ. Tóm lại tỷ có ý đồ gì? Tiểu Ngọc Nhi, muốn nghe ta nói. Nghe nói cái gì chứ? Nghe tỷ nói tỷ lén tìm thêm trắc phúc tấn cho Đa Nhĩ Cổn, nghe tỷ nói ta tệ hại thế nào, người ta thì hiền thục ra sao, đúng không? Tỷ có ý đồ gì? Thập tứ phúc tấn, sao người có thể nghĩ như vậy? Ta không nói sai, những gì ta nói đều là thật. Đại Ngọc Nhi, tỷ ganh tị với ta như vậy, ghen tức với ta như vậy, không muốn thấy ta tốt sao? Tiểu Ngọc Nhi, ta không có. Tỷ âm hồn không tan, tỷ có biết không? Tỷ cứ phải xen vào hôn nhân của ta với Đa Nhĩ Cổn à? Ta với Đa Nhĩ Cổn sống như thế nào, tỷ xen vào được sao? Thập tứ phúc tấn, tính của cô như vậy, thập tứ gia làm sao thích cô được? Không sợ chết mới lạ. Con nô tỳ đáng chết, ở đây có chỗ cho người nói hả?
ta với phu quân ta thế nào liên quan gì tới ngươi? Tiểu Ngọc Nhi, đủ rồi. Tỷ cứ dấn dương lưu luyến thương nhớ Đa Nhĩ Cổn, không thể quên được Đa Nhĩ Cổn như vậy. Những chuyện đó đại hẳn có biết không? Chắc là không biết đâu hả? Cũng chính vì không biết, tỷ mới đầu mài cuối mắt quyến rũ tấn công ta. Tiểu Ngọc Nhi, tỷ không muốn thấy ta hạnh phúc, ta cũng không để tỷ đạt được ý nguyện. Bây giờ ta đi nói cho đại hãn phanh phui chuyện xấu của hai người ra. Ngọc Nhi, thập tứ phúc tấn, ngươi đừng có cản ta. Tiểu Ngọc Nhi, sao con nghi cả phép tắc cơ bản nhất cũng không có gì? Con muốn tìm đại hãn để phanh phui chuyện xấu của họ ra. Một phúc tấn bối lạc như con, con tưởng hậu cung Dương thất muốn xông vào là xông vào hay sao? Bộ con tưởng con muốn gặp đại hãn thì có thể tùy tiện được gặp hay sao? Con mặc kệ, con nhất định phải gặp đại hãn. Đứng lại, Dân Ca, sao đóng cửa lại? Dạ. Quỳ xuống. Cô quỳ xuống cho ta. Dù nói gì đi nữa, ta với Đại Ngọc Nhi vẫn là phúc tấn của đại hãn. Vì giai vế đứng ở trên con rất nhiều. Trước khi con được gả tới nước Kim, lẽ nào không có người dạy cho con chút nào về phép tắc lễ nghĩa vương triều sao? Chỉ dựa vào chuyện con cãi lại trắc phúc tấn, coi thường người trên, thì đáng bị tước danh hiệu, phạt vào tông nhân phủ rồi. Con đó ở khoa nhĩ tẩm kêu căng quen thói, đã qua bên này thì nên kiểm soát lại tính khí của mình. Đừng có tưởng lúc nào cũng có thể xử sự theo ý của mình. Bộ con tưởng làm phúc tấn của một bối lạc là dễ lắm sao? Tướng công của con ở chiến trường giao sinh ra tử, vì vinh dự của nước Kim này phải đổ máu, phải rơi đầu. Con không những không biết thông cảm, ngược lại còn quậy cho phủ nội của thập tứ bối lạc đến nỗi không ai được yên, không thèm coi bất cứ ai ra gì hết. Đó không phải là gì trong lòng Đa Nhĩ Cổn chỉ nghĩ tới người khác, nhìn cỡ nào cũng không thấy con vừa mắt sao? Cho nên con trút giận dỗi của mình lên Đại Ngọc Nhi à? Con làm vậy không đúng sao? Người con yêu trong lòng chỉ có yêu người khác, vậy con không nên trút giận sao? Nhưng con có biết tới nỗi khổ Đại Ngọc Nhi chịu đựng bao năm qua không? Con thấy chưa đủ sao? Con còn muốn làm nó làm sao nữa? Nếu như con để cho đại hãn biết được trong lòng Đa Nhĩ Cổn chỉ có Đại Ngọc Nhi, con nghĩ tới hậu quả chưa? Con có thử dùng cái đầu mà suy nghĩ chưa? Tiểu Ngọc Nhi, ta không biết con suy nghĩ thế nào nữa, ta cũng không biết ý của con ra sao. Nhưng ít nhất bây giờ con phải biết, con là phúc tấn của Đa Nhĩ Cổn. Bây giờ con với Đa Nhĩ Cổn là có phước cùng hưởng, có quả cùng chịu. Nếu bây giờ Đa Nhĩ Cổn xảy ra chuyện gì, không lẽ con nghĩ mình có kết cục tốt à? Ta nói thật cho con biết, nếu con tiết lộ ra rồi thêm mắm dặm muối theo trí tưởng tượng của mình mà cứ nói ra, con thử nghĩ mà coi đại hãn có phản ứng như thế nào đi. Con cố ý muốn làm cho hai huynh đệ của họ trở mặt thành thù, hay là muốn đại hãn lập tức giáng tội cho Đa Nhĩ Cổn đi? Con không có. Vậy lúc nãy không phải con la lên muốn đi phanh phui mọi chuyện hay sao? Con biết sai rồi, cô. Vậy bây giờ xin lỗi Đại Ngọc Nhi đi. Đại Ngọc Nhi, xin lỗi, muội xin lỗi tỷ. Tiểu Ngọc Nhi, mau đứng lên đi, mau đứng lên. Tiểu Ngọc Nhi, muội phải tin là tất cả mọi việc ta làm đều là vì Đa Nhĩ Cổn,
cũng là vì đại hãn. Muội yêu một người thì phải bao dung, luôn nghĩ cho người đó. Muội biết rồi. Tiểu Ngọc Nhi, con phải nhớ kỹ, con gái Khoa Nhĩ Tẩm chúng ta ra ngoài nhất định phải đoàn kết, không được tự mình đấu đá. Nếu con để người khác nắm được điểm yếu này thì không những gây ra một trận phong ba ở chốn hậu cung đình diện, rất có thể còn dấy nên khói lửa binh đao ở giữa triều đình và bộ tộc nữa. Hãy coi chừng cái miệng của mình lại đi, để hiểu chưa? Con biết rồi, cô cô. Đại hẳn Triết Triết, nàng tới đúng lúc lắm. Ta cũng đang tính sai Đức Lộc tới kêu nàng. Vậy sao? Vì quan thất Cao Ly tiến cống một lô giải gấm thượng hạng, cho nên ta chỉ muốn đưa nó cho nàng. Đại hẳn y phục của các phúc tấn chúng thiếp hiện giờ không có thiếu. Lần trước hàng thổ mặc đặt tiến cống vẫn còn nhiều, hay là đem chỗ giải gấm này cất vào trong phủ khố đi. Trong hậu cung không phải vì có một vị khách hay sao? Nàng cũng phải thưởng cho người ta chứ. Đại hạng muốn nói tới Hải Lan Châu sao? Nàng coi, lúc cô ấy mới về đây thật tội nghiệp, lo sợ bất an gậy như que củi. Có đồ ăn ngon thức uống ngon ban cho cô ấy nhiều một chút, sát cấp nhĩ ngược đãi cô ấy như vậy, nước Kim chúng ta phải chăm sóc cho cô ấy. Ừ, phải đó. Mấy ngày nay nó đi theo thiếp, tình hình sức khỏe cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Nàng nói người Sát Cáp Nhĩ cũng là con người có trái tim, một cô gái tốt như vậy lại bị họ ngược đãi tới mức đó. Đại hẳn người thật là có lòng nhân hậu. Ta chỉ thương Hoa Tiết Ngọc thôi. Thực ra thiếp cũng vì chuyện của Hải Lan Châu muốn bàn bạc với người đây. Hả? Bây giờ sức khỏe của Hải Lan Châu cũng dần dần tốt hơn, thiếp nghĩ nếu cứ theo thiếp cũng không phải là hay. Tốt hơn vẫn nên tìm một nơi gửi gắm. Ừ, nàng nói cũng phải. Thiếp muốn xin đại hãn ban hôn, ban người cho Đa Nhĩ Cũng. Cái gì? Đem Hải Lan Châu ban cho Đa Nhĩ Cũng? Đây là ý của nàng hay là ý của Ngọc Nhi? Không lẽ người không đồng ý? Ta đang hỏi nàng đó, tóm lại là ý của ai? Là ý của thiếp. Triết Triết, lẽ nào nàng không nhìn ra ta thích Hải Lan Châu sao? Anh, ta muốn đem Hải Lan Châu đạp làm trắc phúc tấn. Đại hẳn thiếp sai rồi. Thiếp cứ tưởng đại hẳn hoàn toàn không thích gì Hải Lan Châu chứ. Nàng đúng là sai rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp Hải Lan Châu, ta đã thích nàng ấy rồi. Là nơi đóng quân của Sát Cáp Nhĩ? Không phải. Nàng có còn nhớ mấy năm trước ta đưa nàng về Khoa Nhĩ Tẩm thăm thân không? Dạ nhớ. Có nhớ ta từng nói với nàng, lúc đi ngang qua bãi săn, ta từng cứu một cô gái, ta còn kêu nàng đi dò la. Thiếp nhớ ra rồi. Vậy cái khóa bạc đó đại hạn nói là của Hải Lan Châu sao? Chính là cô ấy. Chờ lúc nào Hải Lan Châu khỏe lên, sức khỏe hồi phục, ta sẽ cưới nàng ấy. Ta phải có được nàng ấy. Ngọc Nhi, cô nghĩ gì vậy? Ngọc Nhi, cô phải nói gì đi chứ. Cô, xem ra con đi bước này là sai mất rồi. Con vốn dĩ chỉ suy nghĩ giùm cho Hải Lan Châu, muốn tìm một nơi tốt cho tỷ ấy, ai dè lại chuyện lần này đúng là con đã làm không thỏa đáng. Đại hạng thích con bé, sao con có thể gả ra ngoài được? Nếu để đại hạng biết được, chẳng phải sẽ trút giận lên con sao? Giả lại bây giờ ta cảm thấy Hải Lan Châu đã có ý với Đa Nhĩ Cổn rồi. Bây giờ việc gấp chúng ta cần làm là phải làm thay đổi lại suy nghĩ lúc đó của Hải Lan Châu.
Chuyện mà con không nên làm nhất chính là không nên tác hợp tỷ tỷ với đa nhị cổn với nhau. Lúc đầu con cứ tưởng trong lòng tỷ tỷ không có đại hạn, được gả vào cung thì cuộc sống sau này sẽ ra sao, rất có thể lại giống như con. Con thương tỷ ấy con mấy. Có lẽ đây là số phận. 6 năm trước đại hạn đã kêu ta đi tìm Hải Lan Châu. Nếu lúc đó ta tìm ra con bé, vậy thì sẽ không kéo theo con với đa nhĩ cổn vào chuyện này. Vị trí Trác Phúc Tấn hiện nay vốn dĩ sẽ thuộc về Hải Lan Châu. Số phận đúng là trêu ngươi. Người mà đại hạn thích thì không ai cản được đâu. Ngọc Nhi, ta thấy tốt nhất con nên đi khuyên Hải Lan Châu đi. Đại hãn người cảm mến Hải Lan Châu cũng là một ân sủng đối với bác nhĩ tế cát đạt thị chúng ta. Nói gì thì nói, Hải Lan Châu nếu có thể được gả cho đại hãn cũng là có lợi cho chúng ta. Khoa nhị tẩm, vị trí của chúng ta cũng sẽ bền vững hơn. Đây không chỉ còn là chuyện riêng của một mình Hải Lan Châu, cũng giống như con hồi đó, cho dù con có muốn cưới hay không, con cũng phải chấp nhận. Chúng về của Hải Lan Châu chỉ có thể là đại hãn, mà hơn nữa đại hãn nếu người mà biết được Hải Lan Châu thích đa nhĩ cổn, con nghĩ coi sẽ bất lợi thế nào cho đa nhĩ cổn. Con hiểu rồi cô cô. Chuyện này cho dù khó cách mấy, con cũng sẽ xử lý thật tốt. Thực là làm khó cho con rồi. Mấy ngày trước muội kêu ta gả cho đa nhĩ cổn, bây giờ lại gả cho đại hãn. Ngọc Nhi, mặc dù ta không xuất thân cao quý, nhưng dù gì ta cũng là người chứ không phải đồ chơi. Tỷ tỷ, lẽ nào chuyện như vậy lại tái diễn với người bác nhĩ tế các đặc thị nữa sao? Lẽ nào ta nhất định phải đi vào vết xe đổ của muội? Tỷ tỷ, muội cũng hy vọng tỷ có thể ở bên cạnh đa nhị cổn, nhưng mà đại hãn đã chọn tỷ rồi, muội rất giận, nhưng muội không còn cách nào hết. Ngọc Nhi, ta không lấy có được không? Vì sao? Vì sao chứ? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ hãy chấp nhận có được không? Muội có biết mấy ngày nay ta vui như thế nào không? Đa nhĩ cổn đúng là người đàn ông tốt, nhưng mà ta không ngờ tất cả chỉ là mừng hụt mà thôi. Tỷ tỷ, tỷ hãy tin muội, đại hạn sẽ rất tốt với tỷ. Tốt với ta? Câu này sao mà nghe quen quá. Mấy năm trước, lúc ta được gả cho Ngạch Triết, Ngạch Cát muội cũng từng nói với ta như vậy. Nói sau này ta là thái tử phi, thân phận địa vị nâng cao, Ngạch Triết cũng sẽ tốt với ta. Nhưng mà muội nhìn đi, ta biến thành người như thế nào, ta bị hại thê thảm. Tỷ tỷ, đại hãn không giống như Ngạch Triết. Tỷ đừng có sợ, đại hãn người thật lòng thích tỷ, người sẽ thương tỷ mà. Đại hãn không thích muội sao? Không thương muội sao? Nhưng còn muội, muội có thích người không? Như vậy đi tỷ tỷ, muội kêu đại hãn dành thêm thời gian cho tỷ có được không? Đừng có làm bộ như vậy nữa. Tỷ tỷ, vì khoa nhị tẩm cầu xin tỷ đó. Ngọc Nhi, ta muốn cưới Hải Lan Châu, nàng sẽ không giận ta chứ? Sao lại giận? Không lẽ nàng thực sự không giận chút nào sao? Không lẽ đại hãn hy vọng thiếp giận sao?
Nhưng tại sao nàng trước giờ chưa từng so đo, thậm chí cũng chưa từng bao giờ ghen tức? Điều này làm ta thực sự không hiểu. Nếu có thể làm cho đại hãn vui, thiếp sẽ ghen. Cô không phải cũng vậy sao? Ê, ta với cô nàng gọi là tương kính như tân, phu thê lâu năm. Giữa hai người có ân tình, thân tình vượt xa hơn cả nữ nhi thường tình. Thiếp lại ngưỡng mộ tình cảm như vậy, trọng nhau như khách như vậy. Có lẽ suốt đời chỉ có một người. Câu nói này nghe ra hình như có chút ghen tuông đó. Đại hãn, thiếp có thể hỏi người một câu không? Hỏi đi. Vì sao thiên hạ trăm ngàn mỹ nữ, trẻ đẹp hơn, xinh tươi hơn, thông minh hơn nhiều vô kể xiết, vậy thì sao đại hãn cứ một hai phải chọn Hải Lan Châu? Không phải thiếp so đo, mà thật lòng thắc mắc. Người đừng nhìn thiếp như vậy. Tâm tư của đại hãn thâm trầm kín đáo, Ngọc Nhi thông minh mấy cũng có lúc không thể đoán ra. Chỉ vì chút xót thương, chỉ vì ánh mắt trừng trừng. Thiếp hiểu rồi. Nè Ngọc Nhi, nếu như ta nhớ không lầm thì ngoài lần mà Âu Ô cách nàng qua đời cho tới giờ, nàng chưa từng rơi giọt nước mắt nào trước mặt ta. Có lúc nàng thực sự làm ta rất thương tiếc, rất bận lòng. Điều ta nhìn thấy mãi mãi chỉ có mặt tốt nhất của nàng. Nhưng mà Ngọc Nhi, lẽ nào nàng không hề có buồn phiền, không đau khổ sao? Có đại hạng ở bên cạnh thiếp, thiếp còn buồn phiền hay đau khổ gì nữa chứ? Mà hơn nữa, so với những buồn phiền đau khổ mà đại hãn trải qua thì chuyện của thiếp có đáng là gì đâu. Đại hãn, người cho Hải Lan Châu một chút thời gian đi. Sao vậy? Nàng ấy không đồng ý rồi. Cũng không hẳn vậy. Vậy thì sao? Cuộc hôn nhân trước làm tỷ ấy chịu tổn thương quá nhiều. Đối với hôn nhân với đàn ông, tỷ ấy hoảng sợ theo bản năng. Chuyện này ta biết. Muốn tỷ ấy mở cửa trái tim thì phải từ từ. Ta không vội, ta sẽ cho nàng ấy thời gian. Thứ ta muốn có không chỉ là con người của nàng ấy, mà chính là trái tim. Hy vọng sự kiên nhẫn của đại hãn cuối cùng có thể làm Hải Lan Châu cảm động. Điều Hải Lan Châu cần chính là sự chân tình và quan tâm. Người đừng bao giờ dùng mệnh lệnh của Hãn Dương để ép tỷ ấy sẽ sợ. Lúc đó tinh thần chống đối sẽ bộc ra. Người phải dùng tình cảm dịu dàng của mình để lay động tỷ ấy. Nàng trở thành chuyên gia tình cảm từ khi nào vậy? Thiếp cũng chỉ hy vọng đại hãn đạt được ý nguyện thôi. Đây là quà đại hãn tặng người. Công công. Không thể được, không thể được. Xin cách cách hãy nhận cây trâm này đi. Cách cách à, đại hãn nói rồi, hy vọng cách cách sẽ thích nó. Cảm ơn. Vậy nô tài xin cáo lui. Nhận trăm cài, mình phải rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Cô nhìn thấy Hải Lan Châu không? Không thấy. Sao vậy? Hải Lan Châu không thấy đâu. Cái gì? Mau tìm đi, tìm về đây cho ta. Dạ. Ngọc Nhi, nàng ấy biến mất từ khi nào? Khoảng 2 canh giờ trước. Vậy sao nàng không nói sớm chứ? Thiếp sợ đại hãn lo lắng, định chờ tìm được mới nói cho đại hãn. Bây giờ không phải ta càng lo hơn hay sao? Nàng ấy ở Thịnh Kinh lạ nước lạ cái, đi đâu được đây? Tỷ đi đi.
Tỷ ấy lì chỗ chúng tôi để làm gì? Nhà chúng tôi không quan nghênh tỷ. Mau đi đi. Trương Ngọc Nhi, nàng đang làm cái gì vậy? Hãy Lan Châu, cô trở về cung đi hả? Nếu không thì ta đưa cô về được không? Tại sao vậy? Tại sao chàng không cho ta ở đây? Tại sao không cho ta ở lại trong phủ của chàng? Đa nhĩ cổn, ta không còn chỗ nào để đi. Không phải chàng đã hứa sẽ cưới ta sao? Không phải chàng đã hứa sao? Ta cứ tưởng nơi này sẽ là nhà của ta. Hải Lan Châu, tỷ đừng có bám như vậy được không? Tỷ có biết làm vậy sẽ hại chết Đa Nhĩ Cổn không? Đa Nhĩ Cổn hứa sẽ cưới tỷ lúc nào? Tỷ đừng có nằm mơ nữa. Tiểu Ngọc Nhi, chàng nói đủ chưa? Tiếp làm vậy cũng vì muốn tốt cho chàng. Chàng đừng bẻ cong ý người ta, không hiểu lòng người tốt. Lại đi, nàng nổi điên đủ chưa vậy? Chưa đâu. Hôm nay nếu chàng mà dám đưa cô ta về thì cái nón thập tứ bối lạc của chàng có thể đội tới tối hay không cũng chưa biết đó. Chàng thừa biết đại hãn muốn nạp cô ta làm trắc phúc tấn. Cô ta là người của đại hãn. Chàng làm như vậy chẳng phải muốn động thổ trên đầu thái tuế sao? Vậy nàng muốn ta phải làm sao đây? Ta cũng không thể bỏ mặc cô ấy từ ngoài cửa như vậy được. Chuyện tuyệt tình như vậy ta làm không được đâu. Chàng làm không được, tiếp làm. Cứ để tiếp làm người xấu. Dù gì chàng cũng không thích cô ta. Chàng đau lòng chứ gì? Nhưng mà vậy chàng có giỏi thì bây giờ đi xin đại hãn chỉ hôn đi. Hải Lan Châu, tôi cầu xin tỷ, có phải tỷ định phá cho nhà tan cửa nát mới cam lòng hay không? Không phải đâu, không phải đâu. Ta cầu xin tỷ đó, ta quỳ xuống xin tỷ có được không? Ta cầu xin tỷ đi rời khỏi nhà chúng tôi đi mà. Trời ơi, Tiểu Ngọc Nhi, nàng, nàng đừng ở đây làm chuyện mất mặt nữa được không? Tiếp làm chuyện mất mặt, còn bản thân chàng trêu ong dụ bướm, rồi dụ luôn cả đám ong bướm đó về đây. Cô ta cứ đứng liền ngoài cửa không chịu đi, ai mất mặt hơn đây? Bây giờ chàng nói với cô ta, chàng hoàn toàn không thích cô ta, không yêu cô ta. Để cô ta bỏ suy nghĩ đó đi. Chàng mau nói đi, nếu không cô ta cứ bám riết ở đây đó. Chàng nói đi. Hải Lan Châu, ta xin lỗi. Là ta có lỗi với chàng. Nè, Hải Lan Châu. Mẹ, chàng làm gì vậy? Khó khăn lắm mới mời đi được. Cô ta là người lớn rồi, không gặp chuyện đâu. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Không được, ta không thể bỏ ra được. Nàng có biết để đi tìm nàng, xém chút nữa ta đã lật tung cả kinh thành này hay không? Đại hãn, xin lỗi. Hải Lan Châu, tóm lại nàng muốn đi đâu đi? Hải Lan Châu không biết, thật sự là không biết. Vậy nàng tới đây làm gì? Ta tìm Đa Nhĩ Cổn, ta muốn chàng cưới ta. Cái gì? Cô nàng Hải Lan Châu này đã nói toạc ra hết rồi. Nàng nói sao hả? Ta muốn xin Đa Nhĩ Cổn cưới ta. Đại hãn, ta không sợ người chê cười, cũng không sợ người coi thường ta, càng không sợ người trị tội ta. Đa Nhĩ Cổn là người tốt, ta muốn được lấy chàng. Vậy còn Đa Nhĩ Cổn? Nói đi, tóm lại Đa Nhĩ Cổn có thái độ gì với nàng? Theo ta. Đại hãn, ta sẽ đi hỏi hắn, trực tiếp hỏi hắn có thái độ gì. Đại hãn. Đa Nhĩ Cổn. Đại hãn, người đừng làm như vậy mà. Không có liên quan tới chàng, là chàng không muốn cưới ta, chàng thật sự không yêu ta.
Đa Nhi cổn đều có ý gì? Tóm lại đều có ý gì hả? Hải Lan Châu có việc không tốt? Nói đi, Hải Lan Châu có việc không xứng với đệ? Nàng ấy muốn lấy đệ, tại sao đệ không đồng ý? Đa Nhi cổn, đệ có còn là đàn ông nữa không? Một cô gái khiến cho người ta thương xót như vậy, nhưng mà đệ lại vô tình lạnh nhạt với người ta như vậy hay sao? Nàng ấy yêu đệ, chạy tới tìm đệ, tại sao đệ lại đuổi nàng ấy đi? Nói đi, tóm lại đệ có còn là đàn ông hay không? Đại hãn, người không thể trách Đa Nhĩ Cổn. Muốn trách chỉ biết trách số phận thôi. Đa Nhĩ Cổn chàng không yêu Hải Lan Châu, người cũng không thể bắt chàng cưới người con gái mà chàng không yêu. Vậy cũng không thể đuổi đi, không được để cho nàng ấy ở ngoài cửa, cũng không thể khiến cho nàng ấy không biết đi đâu. Đó là vì chàng kính trọng người. Chàng biết rất rõ người cảm mến Hải Lan Châu. Nếu chàng mà giữ cô ấy lại, vậy có còn là huynh đệ của người không? Có còn là thần tử của người không? Đại hãn, là lỗi của ta, do ta gây ra. Xin đừng trách Đa Nhĩ Cổn. Tất cả tội lỗi cứ để ta gánh chịu. Cho dù muốn trừng phạt thế nào, ta cũng không oán không hờn. Xin người hãy tha cho họ. Đại hãn, Đa Nhĩ Cổn chỉ nghĩ cho người thôi. Người đừng có giận nữa. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên hết đi. Không lẽ chỉ vì những tình cảm của ta, chỉ vì sự cảm mến của ta mà phải làm khó bao nhiêu người, làm bao nhiêu người đau khổ như vậy sao? Tóm lại, đây có bằng lòng cưới Hải Lan Châu không? Đại hãn, xin lỗi, để không đồng ý. Được, là do chính miệng đệ nói ra, cuối cùng ta đã hiểu, và cũng không còn chút gánh nặng tâm lý nào nữa. Đại Nhĩ Cổn, ta thích Hải Lan Châu. Bây giờ ta có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng ấy, không tính là cướp tình yêu của huynh đệ chứ? Không tính. Tỷ tỷ, muội may cho tỷ rất nhiều y phục mới, tỷ coi đi có thích hay không. Tránh ra. Cách cách có lòng tặng y phục, tại sao người lại? Ta không thèm. Tỷ tỷ, Trác Phúc Tấn, chỗ của ta nghèo hèn, tốt hơn người về đi. Cô Tô Mạc Nhi, đừng nói nữa. Đúng là ta đã làm hỏng mọi chuyện rồi. Xin lỗi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ở bên đó đứng yên, không có lệnh của ta không được qua đây. Dạ. Dạ. Thích qua này không? Đại hãn. Ý, sao vậy? Vẫn cô ta là cọp hay sao? Không, không có. Thiếp. Thôi được rồi, đừng căng thẳng. Nàng căng thẳng làm ta cũng căng thẳng theo. Đối mặt với nàng, ta thật sự không biết phải làm sao. Xin lỗi. Đừng có lúc nào cũng nói xin lỗi. Ở trên đời này, nàng không có lỗi với ai hết, hiểu không? Ta biết nàng thích những loại hoa này, cho nên
ta đã sai người trồng khắp cả khu vườn. Có thích không? Hoa này tuy đẹp nhưng mà quá yếu đuối, cũng giống như nàng vậy. Thiếp không phải là hoa, chẳng qua chỉ là đám cỏ dại ở góc tường. Đại hãn, người đề cao quá rồi. Hải Lan Châu, ta không muốn nàng cứ coi thường mình như vậy. Ta cũng không cho phép bất kỳ ai được coi thường nàng, ức hiếp nàng. Ở trong lòng Hoàng Thái Cực ta, nàng chính là đóa hoa. Chỉ cần ra nơi có nắng thì nàng sẽ càng rực rỡ hơn. Đại hãn, người đã quá đề cao thiếp. Không phải ta đề cao nàng, mà là ta muốn làm một người đem lại ánh nắng cho cuộc đời của nàng. Đa Đạt à, sao hôm nay chàng rảnh vậy, còn đi dạo với ta? Không phải là nàng cứ chê ta không nghĩ tới nàng sao? Bây giờ ta dành thời gian cho nàng thì lại bị nói này nói nọ. Bộ chàng không sợ con cập cái trong nhà của chàng sẽ chạy ra sao? Thịnh kinh lớn như vậy làm sao nàng em biết ta ở đâu chứ? Sao vậy? Chuyện của hai chúng ta chàng suy nghĩ như thế nào rồi? Giờ tôi cưới nàng, nàng có chịu không? Chàng nở lòng để cho ta làm thiếp sao? Nói cái gì ta cũng là cách cách của nước Kim. Dù ta chịu, A Mã của ta cũng không chịu đâu. Bởi vì mới nói, nàng coi, mắt của nàng nhìn cao như vậy lại không chịu hạ mình xuống, ta biết làm sao bây giờ? Chàng, được rồi, nàng cũng thông cảm cho ta đi. Lúc ở trong nhà, ta đã bị con cọc cái đó ăn hiếp gần chết rồi. Vậy mà nàng không thể cứu ta ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng hay sao? Người đàn ông như chàng còn cần ta cứu cái gì chứ? Nói đi phải nói lại. Nói gì, ta cũng là chủ của một kỳ, ở bên ngoài cũng là quay phong lẫm liệt, nhưng mà ở trong nhà. Nếu chàng không thích cô ta thì từ cô ta đi là được rồi. Từ? Người cho A Mã nàng chỉ hôn ta từ làm sao chứ? Nếu ta mà từ cô ta còn không quậy tung lên sao? Ta mặc kệ. Tóm lại ta không làm thiếp, ta dứt khoát không làm thiếp. Cứ nghĩ tới kẻ xấu xí đó, vừa vào cửa ta đã phải khom lưng cúi lại, chẳng phải là cô ta sẽ cởi lên đầu của ta sao? Vậy nàng nói ta phải làm sao đây? Kêu Tháp Na tự mình ra đi. Chuyện đó sao có thể chứ? Nghĩ cách đi chứ, cái tên ngốc này. Má Ngọc, nàng ở đây chờ ta. Đại gia, đại gia. Đại gia, đại gia, đại gia. Công tử cho chúng tôi có các cô nương đẹp nhất thành đó. Ta tìm cô nương lúc nãy. Là cô nào phải chứ? Đó. Chính là cô nương đeo màn che mặt của ấy vừa đi vào. À, đó là bảo vệ trứng lâu của chúng tôi, Hiên Nguyệt cô nương. Hiên Nguyệt cô nương? Ừ. Khách của Hiên Nguyệt cô nương của chúng tôi đã kính lịch tới tận 3 tháng sau rồi. Ta là thập ngũ bối lạc của nước Kim, mau đưa ta đi gặp cô ấy. Trời ơi, bối lạc gia, chỗ này còn có người là hoàng thượng di phục xuất hành luôn đó. Ta còn là hoàng hậu nương nương nè. Đúng, đúng, đúng đó, thấy rồi đó. Người nào người nấy đều nổ tung trời, ai mà tin chứ. Các cô vậy, bộ dạng khó coi như vậy nữa. Đa Đạt,
Hay cho kẻ hư hỏng như chàng. Bỏ chàng ra. Ta quản người của ta không cần cô lo. Tránh ra, đi theo ta. Thả chàng ra, có nghe không? Thì ra con tiểu hồ ly tinh cô đưa Đa Đạt tới đây. Đừng nói cô để cho Đa Đạt vào đó chơi, còn mình đứng đây canh chừng nghe. Cô nói bậy cái gì vậy? Đúng là người tình vĩ đại nha. Hèn gì Đa Đạt lại chê bai thứ già nuôi như ta. Thấp nè, nè đừng có đứng đây nói bậy bạ đó. Ta nói bậy bạ, chính mắt ta thấy chàng ở trong đó bước ra mà. Nè muốn nghĩ thế nào thì tùy nè. Bá Ngọc, đi. Đa Đạt, Đa Đạt, ta không có muốn sống nữa. Đi thực sự đã nhìn thấy Lục Châu? Ờ, đệ cũng không chắc lắm. Nhưng mà đệ nhớ huynh từng nói Lục Châu tỷ tỷ từng đeo mạng che mặt. Sao cô ấy lại ở ỷ Hồng Nguyễn? Không được, ta phải tìm cô ấy. Đa Đạt, ta nói cho chàng biết, ta không sống với chàng nữa. Không, 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 không. Thâm Na, tóm lại xảy ra chuyện gì? Đa Đạt, hắn là tên khốn hạ lưu, không thể sống như vậy nữa. Ta muốn quay về khoa nhĩ tẩm. Để xảy ra chuyện gì nữa rồi? Ca ca, Đa Đạt không tới phòng ngủ của ta mà chạy tới kỷ diện. Như vậy là có ý gì đây? Không lẽ ta đường đường là một cách cách ở Mông Cổ lại không bằng kỹ nữ hay sao? Ê, Thập Na, mùi đã hiểu lầm rồi. Đúng đó. Đúng là ta thích kỹ nữ, không muốn viên phòng với nàng. Hả? Ta vô liêm sĩ, ta thật khốn nạn, ta thật khả lưu. Bây giờ nàng nhìn thấy rõ chưa? Hả? Thế nào? Sống không nổi thì đi đi. Chàng, ta gì mà ta. Trời ơi, ta không chỉ thích ăn chơi làm bậy, ta còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế thì sao? Bây giờ nàng nhìn rõ ta rồi đó, hả? Đang đương đương là cách cách Mông Cổ lại lấy một tên khốn nạn hèn hạ giống như ta, đúng là ấm ức cho nàng quá rồi. Chàng không biết xấu hổ, đi chết đi. Ca ca, cô thấy chưa? Cuối cùng, cũng đi rồi. Để tự do rồi. Để được tự do rồi. Không đúng. Nếu mình đi như vậy chẳng phải quá lợi cho hai con yêu tinh đó sao? Không có mình, họ còn không tiến thẳng vào nhà. Không được, không thể làm lợi cho họ được. Mình không được đi, tuyệt đối không được đi. Phải canh chừng Đa Đạt, phải canh chừng mới được. Đa Đạt, chàng cố ý chọc cho thiếp bỏ đi phải không? Sao lại quay về rồi? Chàng muốn điệu hổ đi sớm. Cho chàng biết tay nè. Không được. Chàng qua đây. Không phải. Qua đây. Không phải đang đi rồi sao? Qua đây. Nè. Đa Đạt. Nè. Qua đây. Đừng có chạy nữa. Trời ơi, công tử, người đúng là rộng rãi quá. Ta muốn gặp Hiên Nguyệt cô nương. À, chuyện này... Qua gặp mặt, vậy là đủ rồi chứ. Đủ, 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 đủ. Vậy ta kêu Hiên Nguyệt cô nương chuẩn bị một chút nha. Công tử, mời. Khúc nhạc của cô nương đàn nghe thật bi thương. Xin hỏi cô nương là người ở đâu? Tuân quá. Cô nương ra đời ở Nội Quan, vậy tại sao lại tới Thịnh Kinh vậy? Gia phụ xin chức ở Liêu Đông nên đã đi theo tới. Ồ. Sau đó chiến tranh loạn lạc, gia phụ xảy ra chuyện, người nhà cũng đều ly tán. Vậy Lệnh Tôn có phải họ Thạch? Họ Tu. Ta thấy cô nương không giống cô gái phong trần.
vì sao lại tới nơi này vậy? Đàn ông ham thích phong lưu cũng phải có nơi như vậy. Ta chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm miếng ăn mà thôi.